Chèo là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền của Việt Nam, phát triển mạnh mẽ ở vùng phía Bắc Việt Nam. Loại hình nghệ thuật này phát triển cao, giàu tính dân tộc bởi cái chất trữ tình đằm thắm sâu sắc. Chèo có sự kết hợp nhuần nhuyễn của các yếu tố như hát, múa, nhạc, kịch mang tính nguyên hợp độc đáo. Và đến nay, nghệ thuật chèo của tỉnh Thái Bình đã ghi danh vào mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhắc đến Thái Bình là nhắc đến một trong những nôi của nghệ thuật chèo Việt Nam. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, lễ hội truyền thống của hầu hết các làng quê ở tỉnh Thái Bình đều có hát chèo. Vào những thập niên đầu thế kỷ 20, trong khi nghệ thuật chèo ở nhiều tỉnh sa sút vì bị các loại hình sân khấu khác như tuồng, cải lương lấn át, thì ở Thái Bình, các cánh chèo vẫn tồn tại và phát triển. Khi nói đến những tác giả có công đầu trong việc chấn hưng chèo đầu thế kỷ 20, giới nghiên cứu không thể không nhắc đến hai tác giả lớn đã từng cộng tác với nhau là Nguyễn Đình Nghị, quê Hưng Yên, và Nguyễn Thúc Khiêm, 1878-1941, quê làng Hoàng Nông, nay thuộc xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Từ những thành quả điều tra, sưu tầm, nghiên cứu của giới nghiên cứu sân khấu trong ngoài nước suốt hơn nửa thế kỷ qua về chèo ở Thái Bình và bằng thực tế hoạt động chèo đã và đang tồn tại, phát triển sống động trên đất Thái Bình. Bằng quá trình tác động của chèo Thái Bình với sân khấu chèo cả nước trong nhiều thập kỷ qua, cho phép chúng ta có đủ căn cứ để khẳng định Thái Bình là đất chèo, là một trong những cái nôi sinh ra nghệ thuật chèo. Để nghệ thuật chèo phát triển và lưu giữ tới ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực không ngừng của biết bao thế hệ nghệ nhân chèo truyền đời, giữ lửa, tạo nên nét riêng của chèo Thái Bình, cùng với đó là sự tiếp nối của các thế hệ đời sau. Thực hiện đề án phát triển nghệ thuật chèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Ủy ban dân tỉnh Thái Bình, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Sương đã phối hợp với 33 câu lạc bộ chèo của các xã, thị trấn, mở các lớp truyền dạy về nghệ thuật chèo cho người dân và đưa nghệ thuật chèo vào trong các trường học. Một số câu lạc bộ chèo điểm trên địa bàn huyện có thể kể đến như câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn, Vũ Bình, Minh Tân, Vũ Hòa, v.v. Để góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển nghệ thuật chèo, thời gian qua, ngành giáo dục huyện Kiến Sương đã chỉ đạo các trường học linh hoạt đưa nghệ thuật chèo vào giảng dạy. Từ đó, học sinh thấy được nét đẹp của nghệ thuật chèo truyền thống, nhận thức được trách nhiệm, chung tay, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đặc biệt, hiện nay nghệ thuật chèo không chỉ được giảng dạy trong các nhà trường phổ thông mà còn cho trẻ làm quen ngay từ lứa tuổi mầm non. Thực hiện kế hoạch số 35 ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc triển khai đề án phát triển nghệ thuật chèo trong cơ sở giáo dục mầm non và trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024. Thì đối với nhà trường thì nhà trường cũng đã triển khai và đồng thời tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh hiểu sâu hơn về nguồn gốc như là ý nghĩa của nghệ thuật chèo và nâng cao vai trò trách nhiệm của nhà trường trong việc bảo tồn và phát huy cái giá trị của nghệ thuật chèo, chỉ đạo cho giáo viên nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các cái hình thức cũng là phương pháp để dạy trẻ, và giáo viên cũng là tổ chức cho trẻ làm quen thông qua các cái hoạt động như là giờ hoạt động giáo dục âm nhạc, là giờ đón trả trẻ, rồi là cho trẻ làm quen ở mọi lúc mọi nơi. Trẻ được nghe các cái làn điệu chèo, rồi là giáo viên cũng dạy trẻ múa chèo và hướng dẫn trẻ một số những cái kỹ năng như là kỹ năng cầm quạt, rồi là kỹ năng cầm giải lụa. Và từ đó thì trẻ đã thấm dần và thêm yêu nghệ thuật chèo. Và nhà trường cũng luôn tạo cho trẻ một cái môi trường học tập thân thiện qua các cái làn điệu chèo và nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực.
vui tươi, hào hứng là cảm nhận chung của các em học sinh khi được tiếp cận bộ môn này. Qua các làn điệu chèo mà các cô giáo của nhà trường và Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện truyền dạy, các em đã hiểu hơn về loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Nhiều học sinh đã có thể thuộc và hát đúng làn điệu một số bài chèo ngay tại lớp học. Qua đây, học sinh thấy được nét đẹp của nghệ thuật chèo truyền thống, nhận thức được trách nhiệm chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè vào đầu tháng 7 của năm 2023 là trường tiểu học Bình Định đã kết hợp cùng với lại Trung tâm Văn hóa huyện Kiến Sương là thành lập được một câu lạc bộ chèo truyền thống. Thì câu lạc bộ gồm có 30 cán bộ giáo viên của nhà trường và hơn 30 em học sinh của đại diện là hạt nhân của các lớp tham gia. Thì lớp học này thì duy trì trong hè là 2 buổi trên một tuần, và khi bắt đầu vào năm học thì nhà trường vẫn tiếp tục duy trì câu lạc bộ với thời lượng là 2 buổi trên một tháng. Và cũng từ các hạt nhân của các lớp trong câu lạc bộ thì nhà trường đã lan tỏa cái nghệ thuật chèo truyền thống này cho học sinh toàn trường. Thì nhà trường đã triển khai, tổ chức và duy trì cái hoạt động hát múa chèo cho học sinh toàn trường vào 15 phút đầu giờ vào quy định vào sáng thứ 3 và sáng thứ 5 hàng tuần, và trong các tiết lồng ghép trong các tiết dạy hát nhạc trên các lớp. Và đến nay thì hơn 600 em học sinh của toàn trường đã biết hát và múa bài hát chèo về mái trường Bình Định mến yêu và một số làn điệu chèo khác. Được thành lập từ năm 2003, trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn đã từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa của quê hương, đất nước. Các thành viên trong câu lạc bộ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Các nghệ sĩ, nhạc công là những người không chuyên. Ban ngày tham gia lao động sản xuất, tối về say mê tập luyện, mặc dù giọng hát chưa được vang, rền, nền, nầy. Điệu nhấn nhá, ngân, vuốt, rung của nhị, đàn, sáo, nhịp phách của trống cũng còn ở mức độ, nhưng rất ngọt ngào, say đắm vì chất giọng mộc mạc, chân quê như giọng hát của chị Ngọc Miến, chị Ngọc Nương, anh Ngọc Nhụ, anh Ngọc Thạch, anh Ngọc Hệ. Tiếng trống chèo của anh Đình Hương, tiếng trống cơm của anh Ngọc Vân, những điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển của chị Hoài, chị Nguyên, chị Đăng, chị Bé, cũng như nhiều anh chị em khác trong câu lạc bộ. Nghệ thuật chèo thì đây là một cái truyền thống của cha ông. Thì câu lạc bộ chèo Quốc Tuấn thì được thành lập năm 2003. Thế thì là các thành viên thì là phần lớn là những người mà lao động sản xuất và cũng đã lớn tuổi. Nhưng mà quan điểm của chúng tôi tức là làm sao mà lưu giữ được cái văn hóa truyền thống của quê hương cũng như là của dân tộc được lâu dài. Cho nên là trung tâm là cũng đặt vấn đề với lại ban giám hiệu, tức là xây dựng một cái chương trình, tức là dạy hát chèo cho các cháu ở trong nhà trường. Và nhà trường thì cùng với trung tâm tức là lựa chọn, tức là các cháu học sinh tức là có cái niềm đam mê, có cái chất giọng, và vì là hát chèo thì cũng báo cáo các anh là giọng thì cũng ít nhất là cũng phải bảo đảm được, tức là vang, rền, nền, nảy. Cho nên rằng là lúc đầu là chúng tôi cũng là tham mưu là chọn mỗi một khối, tức là độ khoảng 1-2 em có sự đam mê rồi có sự năng khiếu. Và sau đó đấy thì là chỗ câu lạc bộ là xây dựng cùng với nhà trường xây dựng một cái lịch và cử, tức là các cái thành viên của câu lạc bộ mà có cái khả năng tức là hát, có khả năng là truyền thụ, là đến để phối hợp cùng với nhà trường mỗi một tuần, tức là phối kết hợp là dạy các em một tiết. Và cứ mỗi một tháng thì là có thể là tổ chức những cái cuộc thi, những cái buổi biểu diễn văn nghệ với mục đích làm sao để các em là biết được rồi rằng là nắm được những cái điều cơ bản là của hát chèo để mà giữ gìn cái truyền thống của quê hương. Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ đã tham gia các hội thi và đạt được nhiều giải thưởng. Năm 2018, với tiết mục Vợ chồng thuyền chài, câu lạc bộ chèo xã nhà đã giành được giải A trong hội thi hát chèo không chuyên tỉnh Thái Bình. Năm 2019, câu lạc bộ chèo xã nhà cũng đã giành được giải A trong hội thi hát chèo huyện Kiến Sương. Đặc biệt, năm 2022, câu lạc bộ đã cùng nghệ sĩ Hồng Vân, nguyên giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Thái Bình, biên soạn, dàn dựng hoạt cảnh chèo ca ngợi quê hương đất nước dài gần 20 phút. Với những thành tích kể trên, chúng ta có thể khẳng định
Quốc Tuấn là quê hương có truyền thống hát chèo và lưu giữ được nhiều tinh hoa văn hóa của dân tộc. Với mong muốn góp phần lưu giữ, bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa của cha ông, của quê hương, đất nước, Câu lạc bộ chèo Quốc Tuấn đã phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở đưa nghệ thuật chèo vào giảng dạy trong nhà trường. Cũng là đơn vị tiêu biểu trong việc đưa nghệ thuật chèo vào nhà trường trong thời gian qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Quốc Tuấn đã vận dụng linh hoạt, lồng ghép vào các giờ ngoại khóa, tạo hứng thú cho các em học sinh như giờ ca múa hát tập thể giữa buổi học, hoặc mời các thành viên của câu lạc bộ hát chèo Quốc Tuấn đến trường giao lưu và truyền dạy những kiến thức về chèo cổ cho học sinh. Nhà trường đã xây dựng khung chương trình nghệ thuật hát chèo và phân môn âm nhạc, gồm các nội dung như hát, múa, nhạc cụ, nghe nhạc, vân vân, và thưởng thức âm nhạc phù hợp với từng cấp học và điều kiện cụ thể của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức sinh hoạt ngoại khóa có lồng ghép nghệ thuật hát chèo trong các giờ ca múa hát tập thể và sinh hoạt theo hình thức câu lạc bộ. Đến nay, câu lạc bộ chèo của nhà trường đã có 25 thành viên. Trước đây, cháu chỉ được xem hát chèo qua các kênh trên TV, nhưng bây giờ có thể được học ngay tại trường. Cháu cảm thấy rất là thú vị và yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống này hơn nữa. Trước hết là đưa cái nghệ thuật chèo vào trong nhà trường, thì được nhà trường đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, thực hiện qua các cái hoạt động giáo dục. Và năm nay là năm đầu tiên mà nhà trường đưa hát chèo vào trong nhà trường thông qua cái hình thức sân khấu hóa. Ngoài ra thì nhà trường kết hợp với câu lạc bộ chèo Quốc Tuấn và mời các cái nghệ sĩ chèo của Trung tâm Văn hóa huyện Nghi Xuân về nhà trường để giao lưu và truyền dạy những kiến thức về chèo cho học sinh. Qua đó thì cũng giới thiệu cho học sinh một cái loại hình nghệ thuật truyền thống sâu xa hơn, và giáo dục cho các em biết yêu mến, quý trọng và giữ gìn cái văn hóa dân tộc. Và bằng cái hình thức tổ chức đa dạng, uyển chuyển thì mang đến sự thích thú và gần gũi đối với các em học sinh. Qua thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đến nay 100% các trường mầm non trong huyện đã tổ chức cho trẻ làm quen với nghệ thuật chèo. 100% các trường phổ thông đã bước đầu triển khai việc dạy hát chèo trong nhà trường. 40 trên 82 đơn vị đã thành lập câu lạc bộ hát chèo trong nhà trường. 15 đơn vị đã phối hợp với câu lạc bộ chèo của địa phương. 7 đơn vị phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện để tổ chức các lớp dạy hát chèo cho giáo viên và học sinh của nhà trường. Việc đưa nghệ thuật chèo vào nhà trường đã được chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh đồng tình ủng hộ. Để các nhà trường triển khai thành công việc đưa nghệ thuật chèo vào trường học, ngoài việc phát huy năng lực của giáo viên dạy môn âm nhạc và cán bộ giáo viên am hiểu có khả năng biểu diễn và hát chèo, ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện và người có chuyên môn về trường hỗ trợ giúp đỡ nhà trường dạy các em học sinh. Phấn đấu trong năm 2024, 100% các nhà trường của huyện đưa bộ môn hát chèo vào giảng dạy để tạo thành lớp năng khiếu, thành lập các câu lạc bộ hát chèo giúp học sinh được tham gia, phát huy được nghệ thuật truyền thống của quê hương. Thực hiện cái quyết định số 2489 ngày 2 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt đề án phát triển nghệ thuật chèo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Sương ban hành kế hoạch số 36 ngày 6 tháng 3 năm 2023 để phát triển, triển khai, thực hiện đề án phát triển nghệ thuật chèo của tỉnh. Đồng thời, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc triển khai thực hiện. Căn cứ vào cái tình hình thực tế của đơn vị địa phương, các nhà trường có thể phối hợp với các câu lạc bộ chèo của địa phương hoặc các đơn vị cá nhân có am hiểu về nghệ thuật chèo để tổ chức phối hợp phát triển nghệ thuật chèo trong nhà trường. Với cái kết quả đã đạt được bước đầu, trong thời gian tới thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa việc phát triển triển khai dạy hát chèo trong nhà trường đảm bảo hiệu quả hơn.
việc duy trì và phát triển chiếu chèo trong sân khấu học đường được chính quyền địa phương, phụ huynh và học sinh đồng tình ủng hộ. Có thể thấy, việc đưa nghệ thuật hát chèo vào trường học đã tạo điều kiện cho học sinh có được sân chơi để giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng nghệ thuật của mình. Đây cũng là những yếu tố giúp cho phong trào văn hóa, văn nghệ nhà trường được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, tìm kiếm tài năng để đào tạo nhân lực trẻ kế cận cho nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương.